là đây em có mã QR trên màn hình, các bác có thể quét mã và cọc luôn ngay khi đang xem video này, cọc 50 đến 100k tùy. Chào các bác nha. Hôm nay chúng ta sẽ có đá vào đây một em thể thao. Đấy, là D1. Sau đây chúng ta sẽ vẫn có là các em từ D2, một đôi bút rất đẹp, D3. Plane 2, D4, D5 và D6. Hôm nay chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 em và đều là những con hàng đã được em tuyển chọn rất là cẩn thận, chắc chắn và hàng có bảo hành đầy đủ nên là các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ hai là chế độ mua hàng bên em ấy thì các bác yên tâm một phần. Thứ nhất là sẽ có hai hình thức, hoặc là các bác sẽ chuyển khoản mua hàng, hoặc em sẽ ship code, nhận hàng, nhận tiền, thanh toán và có cọc. Thì tiền cọc chỉ tượng trưng thôi, để nên trường hợp là bên em có hoàn hàng thì bên em sẽ chi trả chi phí cho việc hoàn hàng. Thì đó là hình thức mua hàng. Còn vì hàng bên em ấy thì em có bảo hành đầy đủ cho các bác. Thứ nhất là bảo hành keo đế là rất quan trọng. Thứ hai nữa là về bảo hành bảo dưỡng thì bên em là bảo dưỡng giày là hoàn toàn miễn phí, tức là các bác mua giày bên em sau đấy mang qua bên em sẽ làm sạch cho đấy, bảo dưỡng bao gồm các công đoạn giống như là em đã làm trên một video rồi, tức là bảo dưỡng sạch sẽ và nói chung là làm cho đôi giày trở lại trạng thái tốt nhất có thể. Thì đấy là về chính sách mua hàng để cho các bác hoàn toàn yên tâm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với chi tiết từng đôi ngày hôm nay. Trước hết là một đôi thể thao Nike. Các bác sẽ quá là thân thuộc với thể thao Nike rồi. Thì đây là một đôi Nike Court Broad Winter chính hãng. Thì đây, các bác xem tổng thể của nó này. Màu đen, rất là đẹp. Đế này. Về tổng thể bên ngoài là rất đẹp nha các bác. Được khâu viền xung quanh. Đế tương đối là mới. Đế này bám dính tốt, tổng thể khá là nhẹ nhàng. Và kết hợp giữa da. Đây, và các chất liệu rất là nhẹ. Nó có speed hook. Tức là cái phần này là để chúng ta mang vô dây vào cho nó tiện. Bây giờ chúng ta sẽ xem lòng lót của nó nhé. Nike mới. Còn đây là thông tin tem của nó. Size. Đây là size 39-40, 40.5. Made in India. Rồi, các bác chúc con này thì inbox cho shop nhé. Qua số điện thoại cũng như thông tin em đã để sẵn ở phần mô tả cũng như trên màn hình. Tiếp theo vẫn là một em boot, nhưng mà con này thì cực ngon. Boot da. Các bác thấy cái phần đẹp nhất của nó chính là cái phần thiết kế màu da này. Nó vừa mang cái vẻ, tức là nó là dress boot, tức là boot dùng cho các khá là lịch sự, nhưng mà đồng thời cái màu sắc và cái thiết kế của nó mang lại cái vẻ hầm hố, tức là nhìn thì hiền nhưng mà thực ra là không phải vậy. Boot này các anh fuckboy mang rất là tốt, nói chung là rất là đẹp. Con này thì size là 40 và 40.5 thon thì có thể mang được con này. Đế con này thì sẽ nâng cao một chút, cái phần nâng cao này, phần nâng cao này thì các bác có thể bỏ ra được, đục ra được cái mỏng thích. Về bảo dưỡng con này thì bình thường chúng ta cứ mang rồi bẩn thì chúng ta dùng giấy ẩm lau qua, rồi bôi xi dưỡng, rồi xi bóng nếu cần thiết. Đây, nói chung là em rất thích con này. Rồi, đế các kiểu, đế chống trơn, chống mòn. Quá là đẹp. Đế này. Đấy. Về tình trạng là tốt, không lỗi lầm nha các bác. Các bác bây giờ mình xem lòng lót của nó này. Đây là lòng lót của nó. Lòng lót da heo sáng bóng. Rất là sạch sẽ. Nói chung những con như này thì các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng, em đảm bảo luôn, rất là đẹp và mang thì cực kỳ bền. Lòng lót các bác có thể dùng cho con này với jean, quần jean hoặc là các loại quần hơi chiến một tí thì nó sẽ càng đẹp, càng tô lên vẻ đẹp của nó. Rồi dùng để đi du lịch hoặc là đi chơi, đi hẹn hò các kiểu đều rất là tốt. Sáng nhất hội luôn.
đó là boot. Bây giờ chúng ta sẽ đến với những đôi giày dành cho anh em là đi hàng ngày, đi làm, đi họp, đi các kiểu, đi đám cưới, người yêu cũ, vân vân. Thì đây là một đôi Oxford Plain 2. Đôi này phần mũi rất đơn giản, không có gì hết, size 42. Và đặc biệt đôi này có đôi mắt Pleiku. Bên này có một cái họa tiết nhìn giống như đôi mắt ấy. Bên này cũng có bằng da rất là tốt. Những đôi này đi chân vào chân các bác đánh chăm chút một tí, đánh bóng bánh lên. Phần này là Plain 2, là không có gì. Đế của nó này. Đấy, các bác ngó kỹ các góc, sau đấy thì gọi điện hoặc nhắn tin chốt với em. Nói chung là những con hàng như này thì các bác không phải lăn tăn suy nghĩ về vì chất lượng đã được bên em lọc qua rồi, rất là tốt. Bây giờ xem lòng lót của nó xem nhé. Đây, lòng lót cũng là da, lòng lót da, ôi tối quá. Đây, lòng lót da này, lòng lót da. Những đôi này thì không khâu, đế ép nhưng mà không khâu. Nhưng mà các bác cứ đi bong bên em sẽ bảo hành. Ok các bác nhá. Lockford. Thì bây giờ chúng ta sẽ có các con Derby. Con Derby điển hình. Như hôm trước em có nói với các bác là những con Derby mà người ta muốn hạn chế cái nếp nhăn mà lúc bước đi giày gấp ấy, thì phần này người ta sẽ dập hoa văn cho giày. Thì đây là một đôi điển hình là người ta sẽ dập hoa văn ở chỗ này. Thì lúc mà đi gấp cái mũi lên thì đôi giày nó cũng sẽ không bị gãy đoạn này. Đây là một cách kiểu thiết kế khá là hay. Con này giá mềm. Derby size 42. 1.5 đến 42 cho các bác. Đây, đế da nhé, Verocour, một hãng làm đế nổi tiếng của Ý. Lòng lót da. Đây, những con hàng đều rất là uy tín. Nên là các bác chốt con nào thì inbox cho shop em nhé. Nên em sẽ phục vụ các bác tốt nhất. Derby thì khỏi nói rồi, chúng ta phải dùng đi rất là nhiều dịp hàng ngày. Tiếp theo là một đôi Derby Wingtip. Đôi này là của ông nào thì lát nữa chúng ta xem thác chúng ta mới biết được. Đây, nói chung là cũng là một đôi dress shoe điển hình, giày công sở. Xem đế cao su này, đế này đế êm lắm, êm và rất là bền. Phần cổ giày. Đây, phần cổ giày này thì sẽ đây là lớp da lộn, còn đây là da. Tại vì em đoán bên nhà sản xuất người ta có ý đồ làm chỗ này là da lộn, tại vì thực ra là có rất nhiều đôi giày cái phần da này nó dễ bị gãy, bị nứt lúc mà chúng ta đút chân vào ấy, vì thế cho nên làm da lộn ở đây có thể giải quyết được cái việc là cái viền của đôi giày sẽ bị nứt gãy. Ngoài ra dưới đây có thể có họa tiết ở phần dưới này, thì đấy cũng là một cái hay của cái đôi này. Xem lòng lót của nó nha. Đôi này của Ando. Ando có cửa hàng ở Việt Nam nha các bác. Đặc biệt là ở Việt Nam có cửa hàng rất là to ở trên phố Hoàn Kiếm, ở trên bờ hồ. Đây, size 8, 41 đến 42, made in Portugal, Bồ Đào Nha. Ando là một thương hiệu thời trang toàn cầu. Các bác chốt đôi này thì nhớ inbox cho shop nha. Cuối cùng là một đôi Wingtip Oxford, đẹp không? Rồi giời, nhìn cái góc này thì nó cực kỳ đẹp các bác nhỉ. Da nó bóng bánh, trơn, rất là trơn. Đây, thì đôi này đã được bên em dán bảo vệ chống mòn, khâu cực kỳ bền. Phần đinh cái này là của hãng làm, tất cả làm, còn phần
cái này là bên em dán, thợ dán, dán để chống mòn. Stafford, cái này là của Stafford, Stafford made in USA. Made in như vậy đây. Thằng này thì size 40-40.5 tùy chân. Đôi này thì quá là điển hình rồi, lòng lót bằng da Stafford, lòng lót bằng da rồi đế da luôn. Những chỗ nào cần làm cao su thì người ta đã làm cao su rồi. Đây, chống mòn vẹt chỗ này. Và đây là chống mòn cái bàn chân này. Thì đây, đế của nó này. Các bác chốt đôi này thì inbox shop nhé. Đó. 6 giờ ngày hôm nay thì các bác chốt đôi nào thì nhớ inbox cho shop và cho bên em xin thông tin để bên em chốt hàng, chốt đơn cho các bác. Thứ hai nữa, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.